À, đây nó là set 3 con gấu bông hàng xịn. Nó nhỏ bông với lại có hạt pin bên trong. Nó có hạt pin bên trong cái thân mình đây. Con này thì cái tem nhãn hiệu của nó bị phai rồi, Fassi gì đó. Con này cũng có hạt pin ha, ba con, cả ba con đều có hạt pin bên trong á.